Kính chào quý vị và các bạn. Ở mỗi miền trên đất nước Việt Nam đều có những cảnh đẹp làm say đắm lòng người. Mỗi vùng miền sẽ có những nét đặc trưng riêng, những màu sắc riêng. Ở khu vực vùng núi cao phía Bắc, chúng ta sẽ được nhìn thấy những cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ cùng với những thảm ruộng bậc thang hòa lẫn sắc áo rực rỡ của người dân tộc. Ở khu vực miền Nam, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng những cánh đồng ruộng mênh mông thẳng cánh cò bay cùng với những gương mặt hiền hòa, thân thiện của người dân. Và nhắc đến miền Trung, chúng ta thường nghĩ ngay đến vùng đất gắn liền với những thiên tai, bão lũ, hạn hán. Tuy nhiên ít ai biết rằng mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho nơi đây nhiều cảnh sắc tươi đẹp mà không phải nơi nào cũng có được. Và bây giờ, kính mời toàn thể quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi. Về vị trí địa lý, miền Trung Việt Nam còn gọi là Trung Bộ, nằm ở phần giữa lãnh thổ và là một trong ba vùng chính gồm Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ của Việt Nam. Miền Trung Việt Nam có phía Bắc giáp khu vực đồng bằng sông Hồng và trung du miền núi vùng Bắc Bộ, phía Nam giáp các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu, vùng Nam Bộ, phía Đông giáp Biển Đông, phía Tây giáp hai nước Lào và Campuchia. Dải đất miền Trung được bao bọc bởi những dãy núi chạy dọc bờ phía Tây và sườn bờ biển phía Đông. Vùng có chiều ngang theo hướng Đông Tây hẹp nhất Việt Nam và nằm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Địa hình miền Trung gồm 3 khu vực cơ bản là Bắc Trung Bộ gồm 6 tỉnh, Tây Nguyên 5 tỉnh và Nam Trung Bộ gồm 8 tỉnh và thành phố. Về khí hậu Trung Bộ được chia thành 2 khu vực chính là Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ. Khu vực Bắc Trung Bộ bao gồm toàn bộ phía Bắc đèo Hải Vân. Vào mùa đông, thời tiết lạnh kèm theo mưa. Đây là điểm khác biệt với thời tiết khô hanh vào mùa đông vùng Bắc Bộ. Đến mùa hè, nhiệt độ ngày có thể lên tới trên 40 độ, trong khi đó độ ẩm không khí lại rất thấp. Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ bao gồm khu vực đồng bằng ven biển Nam Trung Bộ thuộc phía Nam đèo Hải Vân. Về mùa hè, thời tiết khô nóng cho toàn bộ khu vực. Đặc điểm nổi bật của khí hậu Trung Bộ là có mùa mưa và mùa khô không cùng xảy ra vào một thời kỳ trong năm của hai vùng khí hậu Bắc Bộ và Nam Bộ. Về văn hóa, mảnh đất miền Trung với nắng và gió là nơi hội tụ của nhiều nền văn hóa đa dạng, rực rỡ, phong phú và sự sáng tạo đặc sắc của con người với nét rất riêng và rất tuyệt vời. Một trong những bức họa thiên nhiên tươi đẹp và cũng là lợi thế so sánh của miền Trung với những vùng miền khác, trước hết phải kể đến đó là biển. Nếu Sầm Sơn Thanh Hóa như một tấm lụa trắng khoác gờ trên vai người thiếu nữ, Cửa Lò Nghệ An lãng mạn như một bức tranh đẹp của tạo hóa với biển xanh, cát trắng, nắng vàng. Nhật Lệ Quảng Bình hiền hòa êm dịu. Biển Lăng Cô được mệnh danh người đẹp làng chài, nằm cạnh bên đèo Hải Vân hữu tình. Cho đến Mỹ Khê Đà Nẵng là một trong 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh, nổi tiếng với cát trắng mịn, sóng biển ôn hòa, nước ấm quanh năm, thì Nha Trang là hấp dẫn muôn người với bờ biển thoai thoải cùng hàng dừa thơ mộng bao quanh. Đây là những tài sản vô giá, là điều mà người dân miền Trung luôn tự hào mỗi khi nhắc đến. Ngoài việc được thả mình trong những làn nước mát lành hay ngồi ngắm nhìn hoàng hôn đang xuống dần trên biển, quý vị còn được tham gia vào nhiều hoạt động hấp dẫn khác như câu cá, câu mực, lặn ngắm biển san hô, lái cano, nhảy dù, vui đùa cùng cá heo hay xem rùa đẻ trứng vào ban đêm. Ngoài ra, với nhiều khu nhà lộng lẫy cùng với những resort tiện nghi, hứa hẹn sẽ mang đến cho quý vị sự thư thái và thoải mái. Tiếp đến, đặc ân mà thiên nhiên ưu ái dành tặng cho eo đất miền Trung còn phải nhắc đến những con sông tươi đẹp chảy qua núi đồi hay vắt ngang giữa lòng thành phố. Dòng Nhật Lệ, sự rực rỡ của ánh sáng mặt trời là niềm tự hào của người dân Quảng Bình, hay con sông Hàn Diễm Lệ nghiêng bóng bên những tòa nhà cao tầng và ánh đèn lung linh của Đà Nẵng năng động. Con sông Mã, nước chảy xiết như ngựa phi, rồi cả sông Son, sông Trà Khúc, Bến Hải, Thu Bồn, dù lớn hay nhỏ, cũng đều như thể những khúc nhạc vừa lãng mạn, vừa phóng khoáng, vừa dữ dội, góp phần điểm tô cho những vùng đất nơi đây. Chúng ta không khỏi ngỡ ngàng bởi tạo hóa đã dựng nên di sản nổi tiếng như thành nhà Hồ Thanh Hóa, tòa thành kiên cố với kiến trúc độc đáo, có quy mô lớn hiếm hoi ở Việt Nam, duy nhất còn lại ở Đông Nam Á và là một trong những thành lũy bằng đá còn lại trên thế giới. Phong Nha Kẻ Bàng ở Quảng Bình, kiệt tác của thiên nhiên với nhiều kỷ lục thế giới như
hang có kích thước lớn nhất, dài nhất, cửa hang cao và rộng nhất, hồ ngầm đẹp nhất. Ngũ Hành Sơn, vùng địa linh của xứ Quảng, gồm một quần thể núi đá vôi, gồm Kim Sơn, Mộc Sơn, Thổ Sơn, Thủy Sơn và Hỏa Sơn. Mỗi ngọn núi có một vẻ đẹp riêng về hình dáng, vị trí, chất liệu đá, về hang động, chùa chiền bên trong. Cố đô Huế với sự tinh tế của nhã nhạc cung đình Huế, sự thâm nghiêm của quần thể di tích cố đô Huế, di sản văn hóa thế giới. Phá Tam Giang Bao La là một trong những đầm nước lợ lớn nhất Đông Nam Á. Đặc biệt, đô thị cổ Hội An là sự bảo tồn hoàn hảo của một cảng châu Á truyền thống, chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ văn hóa Trung Nhật. Còn Thánh địa Mỹ Sơn, một ví dụ tiêu biểu về sự trao đổi văn hóa với Ấn Độ, Champa. Nếu như đi về phía Tây, sẽ đến với những tuyệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại không gian, văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Đến với cả một vùng văn hóa của nhiều dân tộc thiểu số, trải dài khắp 5 tỉnh, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. Vẻ đẹp của miền Trung không chỉ ở phong cảnh mà còn nằm ở trong tính cách, khí phách của người dân nơi đây. Miền Trung là quê hương của những con người kiên cường, trung hậu. Sống trong điều kiện nào thì họ vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh và tinh thần lạc quan cần thiết, dù cuộc sống có vất vả đến đâu. Điều kiện khắc nghiệt của khí hậu và tự nhiên đã giúp họ trở thành những con người không dễ dàng khuất phục trước mọi khó khăn của hoàn cảnh. Và nếu đã từng tiếp xúc với họ dù chỉ một lần, bạn sẽ khó lòng quên được sự hiếu khách mà họ dành cho mình. Người ở xa đến nhưng được họ xem như người trong nhà. Điều này càng làm cho miền Trung thêm đẹp, thêm thu hút trong mắt bất cứ ai đã từng đặt chân đến nơi đây. Miền Trung còn làm say lòng người với hương vị ẩm thực rất riêng, không lẫn vào đâu được. Không đa dạng như lối ẩm thực của miền Bắc, cũng không được phồn thực như lối ẩm thực của miền Nam. Ẩm thực miền Trung có một chiều sâu rất riêng, mang đậm nét bản sắc của một vùng đất thanh lịch, nhẹ nhàng. Ẩm thực miền Trung đặc trưng bởi hai vị, chua và cay. Dường như những cay đắng chua chát của người dân miền Trung ngàn đời phải gánh lấy đã lắng hết trong từng món ăn. Ban đầu thì nhiều người lạ lẫm, nhưng ăn rồi lại nghiện, lại suốt đời chẳng thể nào quên. Ai đã ăn bánh nậm, bánh bèo, bánh bột lọc, bún bò Huế? Ai đã từng ăn mì Quảng, bún chả cá Quy Nhơn, nem Ninh Hòa, nem chợ huyện Bình Định, bánh ít, bánh hồng, bánh tráng nước dừa? Ai đã từng thưởng thức bánh canh cá dầm Nha Trang, cơm gà Hội An, bì tré chua chua ngọt ngọt? Nói về ẩm thực thì miền Trung là một kho báu nhiều màu sắc mà không phải ai cũng có dịp trải nghiệm hết. Mỗi vùng sẽ có những nét đặc trưng riêng. Chẳng hạn nhắc đến Quảng Nam, người ta không thể không nhắc đến món gà vườn thơm thảo đất Tam Kỳ, hay món cao lầu đặc trưng phố Hội, món mì Quảng đậm đà phong vị, hay tô cơm hến cay xé lòng và vô vàn các món ăn hấp dẫn khác. Nếu một lần đặt chân đến vùng đất nắng gió đầy khắc nghiệt này, bạn cũng đừng quên thưởng thức một chút tình ấm áp của con người nơi đây qua cách mà họ thể hiện bằng những món ăn đậm đà, hấp dẫn với hương vị khó quên. Miền Trung, nắng gió, quê mình. Cảnh đẹp, người mến, đậm tình, yêu thương. Kính thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã được khám phá những nét văn hóa rất riêng, vừa truyền thống vừa hiện đại của mảnh đất miền Trung. Nếu quý vị và các bạn yêu thích video này thì hãy nhớ like, đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người cùng biết nhé. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những hành trình khám phá về miền Trung tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.